cập nhật tin tức Hoa Kỳ mới nhất. Bản tin hôm nay xin gửi tới quý vị bài phân tích rất hay có tựa đề Ván bài để lật ngựa, phe dân chủ tung ác chủ bài, quyết bỏ tù tổng thống Trump bằng ngoại giá. Thẩm phán New York, John Merton cùng biện lý ông chính là con tốt thí mạng. Và sau đây là phần tiền chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, cuộc chiến chính trị Hoa Kỳ giữa người đại diện cho công lý Donald Trump với thế lực tà ác phe dân chủ mà đứng sau đó chính là nhà nước ngầm đang lộ dần như những lá bài được lật mặt. Ván bài chính trị Hoa Kỳ đang đi đến những con bài cuối cùng. Biện lý Alvin Pratt của miền Nam New York là người đầu tiên truy tố Tổng thống Trump 34 tuổi khai gian giấy tờ sổ sách thương mại để giấu tội thứ hai bị khép vào tội hình sự. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, khi phiên tòa sắp chấm dứt, Brad và các công tố vẫn chưa cho biết Trump khai gian 34 lần để giấu tội gì. Tuy Trump bị truy tố tội khai gian các hóa đơn thuộc phạm vi kế toán, nhưng trong 19 ngày tại tòa, phía công tố không mang một tang chứng nào xa gần với những tội trạng mà lại đưa trọng tâm vụ án vào những câu chuyện phòng the, tưởng tượng do hai nhân chứng có mức độ khả tiến tệ nhất. Star Witness là một ái điếm, thù cá nhân ông Trump vì không được chọn vào sâu The Apprentice, quyệt nợ Trump hơn nửa triệu đô la và gã luật sư bị đi tù, mất bằng hành nghề vì tội nói láo với quốc hội và trước tòa, cũng như trốn thuế. Nhờ phiên tòa này mà chúng ta lật được lá bài thứ nhất, công tố trực tiếp truy tố Tổng thống Trump, Matteo Colangelo. Colangelo khởi nghiệp từ nội các của Tổng thống Obama. Năm 2017, Colangelo mất việc vì Tổng thống Trump đắc cử, y dọn sang văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp Letitia James ở New York để bới rác tìm tội Trump. Cô Langello được đảng Dân Chủ trả lương trong công tác cố vấn chính trị năm 2018. Ít lâu sau, Letitia James khởi kiện công ty Trump khai gian tài sản, nhưng mãi đến 2024 mới ra tòa vì là năm tranh cử, đòi phạt Trump Organization nửa tỷ đô la. Hiện Trump đang kháng án. Sau khi đắc cử Biden sai lại người của Obama, cô Langello được chọn làm quyền bộ trưởng tư pháp trong lúc Merrick Garland đang chờ quốc hội phê chuẩn vào chức vụ này. Colangelo bỗng dưng từ quyền bộ trưởng thư pháp vui vẻ bị giáng xuống chức công tố địa phương Manhattan, khiêm nhường đứng sau Brad để truy tố Trump, nghĩa là đảng Dân Chủ theo lệnh của Biden cũng có thể do Obama đã chọn Colangelo làm thợ săn, theo dõi sắc nút Trump ngày đêm để truy lùng, tróc nã. Khi ra điều trần trước quốc hội, Star Witness Michael Cohen khai lung tung, tiền hậu bất nhất, lúc nói tự ý mình việc mẹ Stormy Daniels, gió Trump, tự nguyện thế chấp nhà lấy 130.000 đô la để trả cho án này sau khi chủ bút kim chủ tờ báo lá cải National Inquirer David Baker từ chối không chịu bỏ tiền mua câu chuyện bịa này. Lúc khác lại nói Trump đã viết và ra lệnh cho Y e đi cầm căn nhà để trả tiền cho Daniel. Cô Heng được Trump trọng đãi, mướn Y và đội ngũ luật sư của đại công ty Trump Organization, thậm chí còn được Trump cấp văn phòng làm việc ở tầng 26 mà trước đây dành riêng cho con gái của ông, Ivanka Trump. Cohen tràn trề hy vọng khi Trump đắc cử và đã đánh tiếng với những người trong ban tham mưu của Trump, xin chức vụ luật sư cá nhân cho tổng thống hoặc xa hơn nữa và làm việc ở Bộ Tư pháp. Điều này cho thấy quan hệ Trump-Cohen rất tốt đẹp và tổng thống Trump rất rộng lượng. Trong năm 2017, khi Trump đã trở thành tổng thống, Cohen ngồi chơi sơ nước nhưng vẫn lãnh 420.000 đô la trong chức vụ cố vấn pháp lý cho công ty. Tại sao Cohen lật lộng ngang xương? Tháng 5 năm 2017, Thứ trưởng tư pháp George Russell bổ nhiệm Robert Miller làm công tố viên đặc biệt để điều tra câu chuyện Russell Collison mà sau này loại ra là chuyện bị 100% từ Max Elias và Michael Zuckman nằm trong ban tham mưu của Ủy ban tranh cử cho Hillary Clinton. Miller và những nhân viên thuộc nhà nước ngầm của Bộ Tư pháp lùng Trump dùng mọi thủ đoạn để truy tầm chốc nã những người thân cận của Tổng thống Trump, George Stone, Flynn người theo đảng Dân Chủ được Obama trọng dụng cho đến khi ông theo Tổng thống Trump, và Manafort, George Papadopoulos, Richard Bideno, Rick Michael Cohen, với hy vọng những người này sẽ giúp truy tố Trump. Ngoài sự tiên miệng của Bộ Tư pháp, tất cả những nạn nhân của Miller khẳng khái đi tù vì thật sự Trump chẳng có nửa tội trong chuyện thông đồng với Nga. Ngoại trừ Michael Cohen đã cuốn quyết hoảng hốt khi bị FBI lục soát nhà vì hắn có tật giật mình. Cohen là gã luật sư lưu manh tráo trở, làm khá nhiều điều vi pháp như trốn thuế, khai mang và thu âm lén rất nhiều cuộc phỏng vấn với phóng viên và thân chủ, trong đó có ông Trump. Khi bị phe Trump đối chức tại tòa hôm thứ Hai 20 tháng 5 năm 2024, Cohen cho hay hắn đã nói dối trước Quốc hội và FBI vì nhóm Miller dùng bộ tư pháp áp lực tối đa bắt phải khai và cộng tác với họ nếu không thì cả vợ hắn cũng bị truy tố. Cohen nhận 5 tội trốn thuế, một tội khai gian với nhà băng, một tội khai gian cho vấn đề gây quỹ tranh cử và một tội cho quỹ tranh cử quá giới hạn. Qua đó, ta lật ngửa lá bài thứ hai, cho Robert Miller dùng thế lực vô biên của Bộ Tư pháp và FBI trừng phạt phe đối lập chính trị khi không chịu hợp tác, ngay cả sau khi Trump đã mãn nhiệm như trường hợp của giáo sư Peter Navarro và Steve Bannon hôm nay. Để quý khán giả hiểu rõ câu chuyện Trump bị hàm oan và những tội mà Cohen là người trong cuộc báo cáo Trump như thế nào, xin mời theo dõi buổi điều trần tổ ủy ban tư pháp của luật sư Robert Cotello, luật sư đại diện cho Cohen trong thời gian ngắn, xem Trotty, cựu luật sư của Tổng thống Trump trong vụ giấy tờ mật ở dinh thự Malago, bang Florida. Tóm tắt như sau, sau khi Miller vũ khí hóa Bộ Tư pháp lục soát nhà Cohen, Cohen tìm đến luật sư Cotello xin giúp Cotello từng là biện lý chuyên truy tố can phạm tại New York từ thập niên 70-80, đã hỏi Cohen trên dưới 20 lần rằng Cohen có biết Trump phạm tội gì không để ông ta có thể giúp Cohen thoát nạn vì ông hiểu mục tiêu chính là Trump chứ không phải là thân chủ của Cohen. Cohen một mực đấm ngực than rằng Trump chẳng có tội gì và gã rất sợ đi tù. Lời đối thoại giữa Cotello và Cohen xảy ra trước mắt một nhân chứng thứ hai là luật sư Sinh trần, bạn làm việc với Cotello. Cohen bấn loạn chạy đương chạy đáo vì gã biết mình có nhiều tội và nghĩ Cotelo không thể giúp được mình. Lén gặp riêng Bộ Tư pháp nói láo rằng Trump có nhiều tội hơn. Tổng thống Trump dùng Judy Giuliani và Cotelo áp lực gã phải im lặng bảo vệ cho Trump. Để rồi sau đó nếu bị bắt thì Giuliani sẽ xin Tổng thống ban lệnh ân xá cho gã. Trước đó, Cohen giấu Trump tự ý thi chấp căn nhà lấy 130.000 đô la biệt miệng Daniel. Sau khi gặp bộ tư pháp, Cohen đã bịa ra chuyện Trump trả lương lưu giữ Cohen làm nhân viên ở mức 35.000 đô la một tháng nhân 12 tháng, thành chuyện Trump sai Cohen trả cho Daniel 130.000 đô la năm 2016. Cotello hiểu rõ sự việc trở thành nhân chứng quan trọng của phe Trump tại tòa án của Merchant. Phía công tố chính phủ và Merchant lập tức dùng các biện pháp mạnh để biệt miệng Cotello. Ngay cả tờ WAPO cũng công nhận Merchant nổi trận lôi đình vô cớ đuổi hết phóng viên và bùi thẩm đoàn ra ngoài để mời trình mặt sát nói chuyện riêng với Cotello mà báo chí không nghe được. Sau khi cho phép bùi thẩm đoàn và báo chí trở lại tòa, phía nhà nước liên tục phản đối, kể cả khi luật sư của Trump chưa kịp dứt câu hỏi đối với Cotello. Dĩ nhiên, Philato Merchant cũng nhanh nhậu quát, nghĩa là cấm lén phán hỏi, liên tục khiến Cotello không thể mở miệng được. Trong các bộ luật thì luật gây quỹ tranh cử là bộ luật rất rối và khó hiểu nhất, khó đến mức của thẩm phán tối cao pháp viện Anthony Scalia một người được nền tư pháp coi trọng vì sự uyên bác, còn phải nhận định là chính ông còn chưa hiểu hết. Đảng Dân Chủ và Biện Lý New York hiểu rõ luật lệ, nhưng họ vẫn cố khai thác tối đa câu chuyện bịa này để truy tố Trump trong cái nhiễu nhương của rừng luật lệ. Pratt cáo buộc Trump khai gian giấy tờ để giấu tội thứ hai mà chính họ còn mập mờ hơn trong định nghĩa tội trạng. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu ngầm Pratt muốn truy tố Trump tội giấu giếm lừa gạt, khuyên đảo cử tri Mỹ trong năm 2016, nhưng nếu truy tố tội này sẽ thuộc vào luật bầu cử của liên bang. Chính Merchant, Pratt và Colangelo đang vi phạm luật lệ. Merchant mà giáo hơn bằng cách đã không đưa những hướng dẫn giúp bồi thẩm đoàn hiểu rõ những định nghĩa thế nào là vi phạm luật gây tranh cử và không luật gây quỹ tranh cử ra sao. Merchant buộc phe Trump không được đặt các câu hỏi quan trọng trực tiếp liên quan đến luật tranh cử khiến luật sư S của Trump phải bỏ không mời nhân chứng chuyên gia Bradley Smith là người thấu hiểu luật tranh cử vào tòa làm gì nữa. Như vậy, Rõ ràng băng cơ đã được định liệu từ trước, mà Trần phải tìm mọi cách khóa miệng Trump trong cũng như ngoài tòa. Trump phải có tội, cũng dễ hiểu thôi vì các vụ kiện xảy ra trước vụ này hiện đang bị tối cao pháp viện đình án hoặc chờ những thủ tục kháng án tại Georgia. Đúng là ván bài đã lật ngửa, Bộ Tư pháp là vũ khí đang đe dọa sự tự do, công lý và an nguy của mỗi người dân Hoa Kỳ.